kênh ký ức chiến tranh trân trọng giới thiệu cuốn tiểu thuyết chiến tranh với nhan đề thượng đức câu chuyện của những người lính f 304 trên mặt trận thượng đức tác giả nguyễn bảo trường giang sau đây mời các bạn cùng nghe tập thứ 12, chương 13, không nói ra nhưng khi tư lệnh trưởng quân khu phái nguyễn tránh đến thượng đức chắc là có ý muốn phổ biến kinh nghiệm của sư hai cho sư 304 chăng cũng may sư hai làm ngon ơ cái nông sơn chứ cũng trục chặt như thượng đức thì không biết tình hình sẽ thế nào. Vừa chân ướt chân giáo tới đây, thở không ra hơi, tướng Nguyễn Tránh đã gặp chính ủy Trần Bình. Trần Bình cho biết đảng ủy sư đoàn đã họp, rút ra nguyên nhân đánh thượng đức không thành, và báo cáo lại với ông quyết tâm của sư đoàn tiếp tục đánh bằng thắng mới thôi. Ông đã truyền đạt mệnh lệnh của tư lệnh trưởng chiến dịch hai mạnh, tạm ngừng trận đánh chuẩn bị thật chu đáo mới tiếp tục tấn công. Biết thế nào là chu đáo đây? Thời gian là bao lâu? tư lệnh phó quân đoàn hoàng đang cười nửa miệng lầm nhầm tự hỏi mình bỗng ông nói to lên chuẩn bị chu đáo đương nhiên là tốt bộ đội có thời gian nghỉ ngơi thương binh có điều kiện chữa trị vết thương quân số được tăng cường súng đạn được bổ sung cách đánh được hoàn chỉnh nhưng có một bất lợi thằng địch cũng tận dụng thời gian càng dài càng tốt củng cố và nó có lợi thế quân tiếp viện và giải vây gần hơn ta chúng sẽ cơ động nhanh hơn ta đánh nhanh nó không kịp tăng viện đánh chậm sẽ khó vô cùng. Một ý kiến không ra phản đối cũng không ra đồng tình. Phó tư lệnh Nguyễn tránh nghĩ, ông biết Hoàng Đan là người dày dạn trận mạc, nói năng linh hoạt, chuẩn mực và ai cũng biết có cái gì đó hơi kiêu. Quyết định dừng đánh Thượng Đức, chuẩn bị thật kỹ là một quyết định rất khó khăn của bộ tư lệnh quân khu 5. Ngoài sự hệ trọng như Hoàng Đan nói còn có mối lo ngại khác giữa quân khu với quân đoàn. Một bên là chủ lực của bộ và một bên là chủ lực của quân khu. Nhưng là mệnh lệnh cứ thế chấp hành, Nguyễn Tránh nói với Hoàng Đan, tư lệnh quân khu định trực tiếp đi kiểm tra, tôi thấy không tiện nên đã nhận về mình. Hoàng Đan hình như chưa vừa lòng, "Dừng là đúng rồi, nhưng dừng bao nhiêu ngày?" Ông bật cười, đôi khi có những cái cười không mang một ý nghĩa gì, "Tư lệnh nói bao nhiêu ngày là do quân đoàn, sư đoàn quyết định." Chuẩn bị ý mới nổ súng, bộ tư lệnh quân khu cũng đã cân nhắc lợi hại, thậm chí khả năng của thằng địch ở khu năm tới đâu làm gì, bộ tư lệnh đã bàn, các chiến trường sẽ hỗ trợ, càng nó ra, hạn chế việc chi viện. Vấn đề còn lại là làm sao đánh thắng mà thiệt hại ít. Phải xóa bỏ suy nghĩ thắng địch bằng mọi giá. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí tư lệnh. Tất nhiên, Hoàng Đan lại cười. Hình như cái cười của Hoàng Đan làm cho chủ tịch Sáu Nam khó chịu. Anh nói nghe sướng cái bụng lắm. Đấy, cái rồng lửa hôm rồi anh nói thế nào còn nhớ không? Cái pháo binh mới tức cười chớ lúc nào cũng san bằng lúc nào cũng cạo chọc tôi thấy ớn lắm rồi tôi tán thành chủ trương dừng tấn công phải chuẩn bị thôi chuẩn bị thật kỹ mà anh hoàng đan ạ à, anh đừng vội ra ngoài đó nhé giang chưa đánh đấm chi anh đã bỏ đi là cách sao ngoài kia đang mùa huấn luyện quân đoàn vừa mới thành lập còn lo đánh những chỗ khác nữa vì công việc chứ tôi có muốn vậy đâu có thật vì công việc hay còn vì gì nữa thủ trưởng một cán bộ quân đoàn góp vui thì cũng có kết hợp, cái chung là chính, cái riêng là cho cái chung tốt hơn. Hoàng Đan cười rè rặt, nhưng anh Sáu Nam yên trí đi, tôi xác định rồi, lần này giải phóng xong Thượng Đức, đi đâu mới đi. Đối với quân đoàn, trận đánh có ý nghĩa lớn lắm. Là trận đầu tiên của quân đoàn mà, sau này, còn viết truyền thống nữa chứ. Ông Sáu Nam thấy khó chịu về sự bốc đồng của Hoàng Đan. Nhưng dẫu có khó chịu bao nhiêu, cũng chẳng được mấy chốc đó là một người dễ thân, ruột để ngoài ra, nghĩ gì nói vậy, ít giận ít hờn, cũng là người chân chất, mộc mạc, ông trách mình đã quá tin về cái vụ rồng lửa, về cái vụ san bằng cảo. Chọc đầu của Hoàng Đan, và chủ nhiệm pháo binh sư đoàn. Sáu nam không dành lắm về quân sự, nhưng cứ nghe Hoàng Đan nói, biết ngay ông ta có tài. Ấy vì tài nên chủ quan, vì tài mà ít nghe người khác. Tìm được cái khuyết tật ấy, Hoàng Đan sẽ là người hoàn thiện. Dù sao, Hoàng Đan cũng rất cần cho cuộc tấn công địch sắp tới. Dẫu buồn chán đến đâu, cứ nhìn gương mặt tương tưởng và cái giọng lạc quan của ông là thấy vui, thấy ấm lòng. Tôi nói ngang ngang gì, anh nghe được không? Sáu nám dừng lại nhìn Hoàng Đan thăm dò. Hoàng Đan lại cười, cứ nói đi mà, sai đâu sửa đó, sợ chi. Tôi vẫn không yên tâm về cái dòng lửa và cái pháo binh của anh. Hoàng Đan thật thà, chủ quan một lần đã lãnh đủ, còn đâu dám chủ quan lần nữa ông ơi. Trận nghi tôi sẽ đi với pháo binh xuống tiểu đoàn, phối hợp với họ từng mục tiêu. Khi nổ súng tôi sẽ ngồi với sư trưởng là được chứ gì. Sáu nam vẫn chưa buông tha. Cái đó tôi mô biết, nghe các anh thì tin một cây. Nhưng nói thế đi, anh đừng phật lòng. Đánh chắc kiểu vừa rồi các mẹ ở miền Bắc đẻ con sao kịp. Đang định châm chọc sáu nam chút gì đó cho đỡ sầu, Hoàng Đan bỗng xịu mặt. Đôi lông mày cong xuống như hai dấu hỏi. Đúng là đánh đấm vừa rồi không ổn bộ đội thương vong nhiều quá và ông nghĩ tới hàng trăm bà mẹ trong mấy ngày qua đã mất hàng trăm đứa con ở thượng đức đúng là có lỗi với họ có lỗi lắm lắm chiến tranh tránh sao được hy sinh sương máu nhưng hy sinh vừa rồi là không thể chấp nhận được người chỉ huy không thể cứ thất bại thì rút kinh nghiệm hoặc nói lời xin lỗi là xong bất chợt hoàng đan nghĩ đến vợ tội nghiệp bà vợ chồng có gần gũi với nhau được bao nhiêu trăm thứ thiếu thốn trăm thứ cực nhọc đè lên vai bà sinh hạ hai đứa con, còng cọc nuôi một thân một mình. Ông có cái gian lao vất vả của ông, nhưng đôi lúc còn tung tẩy, còn có bạn bè đồng đội đêm hôm. Bất chợt ông lại nghĩ về đứa con trai của mình, cũng chẳng lâu gì, nó sẽ thành một chàng trai, thời buổi tao loạn, nó sẽ theo con đường binh nghiệp của bố. Và chao ôi, nếu nó cũng ngã xuống như 300 cán bộ chiến sĩ vừa rồi, ông sẽ thế nào đây? Và mẹ nó sẽ thế nào đây? Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má không biết vô tình hay cố ý, câu nói của sáu nam như mũi rùi chích vào lòng ông, ngực ông đau nhói, khó thở. Giọng ông tắc nghẹn, dầu dĩ, anh sáu hà, giờ tôi nói gì anh cũng chẳng tin, lỗi lầm thôi khỏi nhắc nữa, không giải quyết được gì đâu, thôi thì anh dáng chờ ít bữa nữa, thực tế sẽ trả lời anh vậy, tôi thấy anh vẫn nặng về ý quyết tâm, cái đó chúng ta đều dư thừa, tôi muốn chúng ta bàn biện pháp thật cụ thể, nói vậy không phải là để khoán trắng cho các anh mà để lựa xem trong những biện pháp ấy phía địa phương chúng tôi sẽ cáng đáng được gì. Sáu nam ngước nhìn Hoàng Đan, mới đó mà trông ông như đã già đi hàng chục tuổi. Đầu trổ nhiều tóc bạc, mắt dạn chân chim, ông đi lại trong căn hầm, nhọc nhằn. Không phải bây giờ Hoàng Đan mới tính, ngay từ hôm đầu, ông đã nhìn lại thằng địch và suy nghĩ nhiều về nó. Ông đã xem xét lại thế trận của ta, trong đầu ông đã hình thành một phương án cụ thể chắc chắn pháo 85 phải đưa lên điểm cao 296, bắn áp chế hai đồn biệt động và bảo an. Từ chỗ đặt pháo phải quan sát được các mục tiêu trong Thượng Đức bằng mắt thường, ông đã giao cho chủ nhiệm pháo binh đi kiểm tra từng mục tiêu. Giao từng mục tiêu đó cho từng khẩu pháo, khẩu nào không hoàn thành thì cạo chọc đầu anh ta đi. Còn anh nữa, lần này anh còn lơ mơ như lần trước, tôi không tha cho anh đâu, ông đã nói gay gắt với hữu như vậy. Ông cũng đã bàn với Lê Công Phê cho di chuyển pháo cao xả vào sát Thượng Đức ngoài nhiệm vụ bắn máy bay sẽ hạ nòng bắn thẳng vào các mục tiêu. Cối 160 đi sát bộ binh, linh hoạt dội vào những ổ đề kháng cần thiết. Nghe Hoàng Đan trình bày, gương mặt sáu nam dịu. Dần, tôi hỏi khí không phải, làm như vậy có mạo hiểm lắm không? Trong chiến tranh, khi gió thế, cứ tưởng xa thằng địch là an toàn. Gần quá là nguy hiểm, trường hợp Thượng Đức hoàn toàn ngược lại. Tướng Nguyễn Tránh từ nãy vẫn ngồi yên nghe, giờ mới lên tiếng ông rất muốn nói phương án ấy từ đầu ngài hoàng đan nghĩ là phương án của du kích nhưng bây giờ tự hoàng đan đã nói ra ông thấy yên tâm còn việc mở cửa có chi anh nói nốt đi anh hoàng đan sáu nam dục thôi cứ bộc phá liên tục mà mần bộ đội quen rồi thành thạo rồi còn pháo lớn cứ chỉ cho tôi biết cần kéo lên đâu vào đâu dân tôi sẽ làm được hết à sáu nam nói hoàng đan nhếch mép cười cùng phải lường khả năng thằng địch đánh phá từ cao điểm 296 chỉ còn cách thằng địch 800 mét. Bất chợt đôi mắt sáu nam nhìn thẳng vào hoàng đan sáng quắc. Nè, anh dọa chúng tôi phải không, 800 mét chứ 100 mét cũng chẳng nhầm nhò gì với dân đất quảng đó nghe. Thôi tôi đi đây, tôi đi huy động dân tiếp tục làm đường, kéo pháo. Có chi hai anh cứ bàn tiếp đi, sáu nam ào ra khỏi căn hầm nửa chìm nửa nổi, lắp sắp đi về phía trao. Nguyễn Tránh nhìn theo gật gù, đúng là dân miệng nói tay làm không giải phóng được thượng đức chúng ta mắc tội với dân quảng đà quá nhiều đúng không anh hoàng đan hình như anh chưa được yên tâm hoàng đan hỏi tôi muốn trực tiếp xem dưới đơn vị bộ đội chuẩn bị thế nào kinh nghiệm của khu năm là phải nắm đến từng người lính tư tưởng của họ như thế nào trước lúc vào trận thậm chí phải biết cả vị trí của họ khi cửa mở chiếm mục tiêu anh nghĩ chúng tôi không như vậy sao không phải thế nhưng tục ngữ có câu liệu cơm gắp mắm mèo nhỏ bắt chuột nhỏ chiến trường khu năm súng đạn còn khó khăn, không dám chơi kiểu các nơi. Nghe nói ngoài Quảng Trị, các trận đánh chủ yếu được giải quyết bằng hỏa lực, hỏa lực san bằng hết, đè bẹp hết. Bộ binh lên chỉ là thu chiến lợi phẩm, bắt tù binh. Câu nói của Nguyễn Tránh như cào vào vết thương đang sưng tấy trong lòng Hoàng Đan. Cũng có những trận như thế, Hoàng Đan mỉm cười méo mó, nhưng cả lý thuyết lẫn thực tế có giải quyết được chiến trường hay không vẫn là bộ binh thôi. Thú thật tôi không ngờ đấy, về cả hai phương diện. Sự phòng, thù chắc chắn và ý chí của thằng địch. Thôi ta đi, chúng ta cùng xuống các đơn vị xem thử. Sau mỗi lần cộng quân tấn công và bị đánh lui, Hùng họp bộ sậu, mừng chiến thắng và rút kinh nghiệm. Vết thương trên đùi Hùng đỡ nhiều. Thất bại của cộng quân như một liều thuốc hữu hiệu làm giảm đau vết thương của Hùng. Binh sĩ, công chức và cả dân Hà Tân, bất chấp hiểm nguy lên thăm Hùng. Có người nói với y, anh mau lành bệnh, anh có mệnh hệ gì chúng tôi ở với ai lầu cũng nói với hùng anh không phải làm gì hết cứ lo chảy chữa vết thương anh là linh hồn của thượng đức cộng quân không làm gì được đó là ý nghĩ găm vào đầu lầu như đinh đóng cột bằng chứng là mấy ngày nay công quân không dám liều lĩnh nhào vào thượng đức chúng đã biết đây là trốn tử địa chúng đã cạn kiệt vũ khí cạn kiệt những tên lính thiêu thân và chúng đã biết đối thủ của chúng ở chi khu quận lỵ thượng đức là như thế nào nhưng không thể chủ quan không giống như những lần trước, hút vào, chịu không nổi, cha con sách dép chạy, lần này thua đau, tổn thất nặng nhưng Cộng quân chưa chịu nhả thượng đức. Chúng vẫn bổ sung quân tướng, tiếp viện súng đạn lương thực, nằm y ngoài hàng rào. Cùng đã có người e ngại sự dai dẳng của Cộng quân. Dân tình ở Hà Tân xì xèo với nhau, anh hùng khéo nguy mất, bọn Cộng sản ở đây điều từ đâu đến gan quá trời. Binh sĩ cũng có người kêu, ít ngày thì được chứ kéo dài mãi chịu chi thấu đó là những dấu hiệu cán phải uốn nắn kịp thời mới có thể duy trì chiến thắng mở đầu cuộc giao ban hùng nói xin thông báo vết thương trên đùi tôi đã đỡ nhiều hôm qua tướng ngô quang trưởng có thư chúc mừng binh sĩ cán bộ công chức nhân dân thượng đức đã anh dũng đánh bại cộng quân thượng cấp ưu ái thăng quân hàm trung tá cho cá nhân tôi tôi đã cảm ơn và nói rằng vinh dự này thuộc về binh sĩ cán bộ công chức và nhân dân thượng đức tôi chỉ là người xin được nhận thay tướng ngô quang trường cho biết cộng quân đang vây hãm chúng ta là của một quân đoàn mới thành lập cơ động từ trị thiên vào rất mạnh chúng cay cú khi không đánh được thượng đức chúng đang chuẩn bị rất giáo diết để tiếp tục tấn công nữa tư lệnh giao nhiệm vụ cho chúng ta phải tử thủ mất thượng đức là mất anh nghĩa mất đà nẵng đấy cánh cửa thép của chúng ta quan trọng biết chừng nào tôi đã thay mặt binh sĩ cán bộ nhân dân thượng đức báo cáo với thượng cấp dù cộng sản có ba đầu sáu tay cũng không thể làm gì được dòng vu gia vẫn là dòng vu gia không bao giờ chảy ngược tôi cũng đã đề nghị thượng cấp chi viện tối đa thượng cấp đã đồng ý đương nhiên thượng đức có giữ được hay không lại do sự chuẩn bị của chúng ta ý chí của chúng ta hùng đã phải cố gắng kiềm chế không để lộ những cái nhăn mặt mỗi khi vết thương trên đùi nhói đau gương mặt trắng trẻo thư sinh của hừng nhiều lúc quay nghiêng bàn tay y kín đáo quờ xuống chân nơi vết thương giật thon thót có lẽ y còn muốn nói gì nữa nhưng không thể cố y đưa mắt nhìn lầu lầu biết ý đứng dậy tư thế rất nhà binh yên tâm xin trung tá quận trưởng cứ yên tâm lầu vắn tắt báo cáo tình hình chuẩn bị của các binh sĩ để đối phó với sự ngoan cố của cộng quân trước hết các đợt tấn công của cộng quân có gây một số thiệt hại về người và của trong chi khu quận lỵ binh sĩ bị thương và bỏ mạng không nhiều chỉ hơn ba chục lô cốt kiên cố chưa có cái nào bị sập nhà hầm bê tông vẫn trụ vững các hầm ngầm chưa sứt mẻ gì, hư hỏng nhiều là hào giao thông, nhưng sau mỗi đợt tấn công được khai thông ngay, tổn thất nặng nhất là khu ngoại vi, các tiền đồn, ngoài Thượng Đức, mấy vụ lẻ tẻ đó nhằm nhò gì, cái chính vẫn là ở ta đây. Ta sẽ cho Cộng sản biết thế nào là đụng tới cái cối say thịt của chúng ta. Cứ để nó đánh, càng đánh càng say máu, càng say máu càng trồng chất xương thịt ở nơi đây. Tôi đã lệnh cho binh sĩ, chúng ta chỉ có một con đường, chôn vùi Cộng quân Thượng Đức kệ cho chúng bao vây không còn cách nào khác là phải chiến đấu tới cùng để bảo vệ mình vinh quang sẽ thuộc về chúng ta nhục nhã sẽ dành cho cộng sản mất thượng đức ta sẽ mất hết không vào được thượng đức cộng sản sẽ có bài học nhớ đời tình thế chiến cuộc sẽ khác cặp ria mép của lầu khẽ rung rung đắc ý người y thấp đậm da đen chắc dấu ăn vận sắc phục nhà binh trông y vẫn cứ bùi bụi thế nào có lẽ đây là lần đầu tiên trong một cuộc họp có nhiều chức sắc quan trọng Y ăn nói đứng đắn đến vậy. Y thích hành động, ghét cay ghét đắng những kẻ mồm miệng đỡ tay chân. Hơn 40 tuổi đầu, Y chưa có một mảnh tình sách. Cái thứ yêu thương tình cảm với các cô gái cũng đã có lần lầu dính. Nhưng rồi lầu mệt, mệt vì phải lo cái gì đút vào miệng các cô ngay sau mỗi cái hôn. Ấy là chưa kể ngủ với các cô đôi lần, các cô coi mình như thằng ở, sai bảo vòi vĩnh. Thế là túi lúc nào cũng rỗng tuyết, người lúc nào cũng điêu đứng. Bài học ấy đưa lầu đến một quyết định đời cần đích gì vợ con, gia đình, đang chiến tranh, đùng một phát là đi về cõi âm, kiếp thằng lính này sống mai chết là chuyện bình thường, chi bằng cứ sông thỏa thuê, trừ những lúc buộc phải chấp hành mệnh lệnh. Sống thoải mái theo lầu là hút sách, là nói tục cho sướng miệng, là thèm gái thì tìm đến làng chơi. Bóc bánh trả tiền, trêu cợt tròng gẹo, mình đã sống vậy thì không khắt khe với lính dưới quyền. Không khuyến khích chúng học theo, nhưng thằng nào giống mình thì thông cảm, cho, qua không ích kỷ, đạo đức giả. Lầu đã sống như thế, vui vẻ, vô tư, cho đến khi có một người lính bỗng dưng trong một cuộc nhậu đọc mấy câu thơ như sau. Ngày mai đụng độ, ta còn sống trở lại sông mau phá phách chơi. Chia bớt nỗi niềm cùng gái điếm, bỏ tiền mua vội một ngày vui, bài thơ được tìm thấy ở nhật ký một người lính chết trận. Người ta không cho phổ biến bài thơ ấy, những nhà tâm lý chiến cho rằng những câu thơ quá buồn. Người lính được miêu tả không có lý tưởng, và rằng binh sĩ sẽ thổi trí trùn bước khi nghe những câu thơ ẻo lạ ấy thôi đừng có cái lũ tâm lý chiến thì hơn ăn thua mẹ gì bài thơ đến cái chết lô cốt trước mặt người ta còn dám đón nhận xá gì mấy câu thơ nhăng nhít nhưng mà rồi hình như không phải nhăng nhít lầu đã lầm nhầm đọc bài thơ nhiều lần không thuộc được đành phải nhờ người lính kia đọc lại rồi vẫn không thuộc mặc dù một ngày lầu lầm nhầm đọc đi đọc lại đến mấy lượt và để ăn chắc lầu chép bài thơ vào sổ tay. Bài thơ quả có giàu lòng, ấy có khi vì cái giàu lòng ấy mà y nhớ. Chớ thứ thơ vui, tếu chán vạn ra mà ý có nhớ được câu nào đâu. Y đếch thèm đọc ấy chứ, dần dần, y phân tích bài thơ, là phân tích trong đầu và để cho biết thôi, y thấy người lính trong bài thơ sao, cô gái không ngần ngại, cởi khuy áo rồi cởi cả áo con cho lầu xem. Chào, một bộ ngực mơn mởn, núm vu hồng hồng, còn rắn và trinh nguyên ấy là lầu nghĩ thế chứ làm sao có cái thứ điếm còn trinh nguyên đi nhặt khách ngoài đường đương nhiên lầu không thể nào chịu được sự khát khao đốt rừng rực trong người cô gái cũng không đợi cho lầu phải mất công cô chiều lầu đến nơi đến trốn ma quái là thế lầu cảm thấy cô gái không điếm chút nào làm tình cô cuống quýt say mê cô hỏi lầu đụng gái lần đầu phải không cô dặn lầu đừng vội phải từ từ mới có khoái cảm khoái cảm cho y và cho cô cô bảo đừng lấn bấn gì nơi đây không ai quấy quả. Đôi bàn tay cô vuốt ve ra thịt lầu, Lâng lâng, giọng cô thở thẻ chân tình, cô ghi chặt lầu dên dĩ, người cong lên, mê dại. Lầu chìm trong một cảm giác khó tả thành lời, sau cuộc tình, nước mắt tràn trụa trên khuôn mặt cô gái. Lầu thẳng thốt, y đã làm gì để đến nỗi như vậy chớ? Sao vậy em, anh giả tiền mà, lầu dối rít không phải vậy, anh đừng băn khoăn, em khóc vì sung sướng đấy. Rồi cô ngáp, mắt lim dim, em buồn ngủ lần nào cũng vậy sao lầu hỏi đâu có thứ này không đã khó chịu bọn em ít khi mệt vì cốt lấy tiền quấy quá cho xong chuyện ấy mà cũng có khi rất mệt vì gặp phải thằng cha làm không ra làm hùng hục như trèo cây mà chẳng nước non gì mệt mà mình cũng khốn khổ lúc đó có tiền triệu cũng muốn vứt quách nhưng mà còn lâu nó buông tha thì còn nước khóc kêu trời thế sao không xin thôi đừng lấy tiền được thế đã tốt, lúc đó nó như con thú ấy chớ. Các em cũng nhiều kinh nghiệm đấy. Em mới làm mấy vụ thôi. Y hệt cô Kiều, kiếm tiền cứu cha, cha em bị bệnh nặng, không có tiền mua thuốc, không có thuốc ông chết mất, làm việc chân chính không đủ ăn, muốn có tiền phải chịu nhục, một cảm giác gai gai dựng lên sau gáy lẩu. Nếu vậy thật, cũng thương xót cho cô lắm thay. Tất nhiên, có đúng như vậy không lại là chuyện khác. Là gì lời nói của gái điếm? Có lẽ cũng thế cả thôi điếm nào rồi cũng có cách để moi tiền, đã ăn chơi đừng sợ tốn kém, lâu biết thế, nhưng hôm nay thì y ái ngại cho chính mình. Trong túi y không được rồi rào, không mặc cả trước, cô ta mà thét to thì quá nguy. Lớn tiếng với gái điếm còn ra thể thắng gì, chỉ còn nước chui xuống lẽ, y nói trước, hòng gờ bí, bữa ni anh mang quá ít tiền chứ không chẳng tiếc với em. Cô gái cười rung rúc trong vòm tay che miệng, anh tưởng em đang đào tiền anh hả, anh có đồng nào trả không cũng chẳng sao, từ bữa vào làng chơi đến nay chưa bao giờ em gặp được người như. Anh, bầm trận quá sao, yên, để em kể, bọn đàn ông đến với em ngấu nhiên, vần vò cốt hoa màn. Lúc nào cũng cáu bằng đòi hỏi, xong là thô tục, quang ra ít đồng bạc mà coi người ta như cướp đái. Đã coi người ta như cướp đái thì đến làm chi, em chỉ thấy đau đớn, khinh bỉ họ, khinh bỉ mình. Dừng lại, ngước nhìn lầu với ánh mắt chiều mến cô vươn hai tay ôm lấy đầu lầu vít xuống hôn thắm thiết anh của em khác lắm lịch sự tình cảm anh đã làm em sung sướng lầu thấy không còn khoảng cách giữa một sĩ quan và một cô gái điếm cô là một người bạn và trời ơi thật sự nếu được tự do được lựa chọn lầu sẽ kéo cô gái ra khỏi bùn nhơ nhưng đời thằng lính như lầu nghĩ đến chuyện ấy là quá viển vông mặc xong áo váy cô gái gọi chủ quán lên thanh toán ba chai bia ít lạc giang con mực nướng mà bà chủ, thép, đến nỗi lầu đặc cả tai. Chị đừng tính mắc quá vậy, anh là lính lấy đâu ra tiền. Bà chủ phi cười, cô không biết gì, lính không nhiều tiền thì ai nhiều tiền chớ. Nhưng không phải là khách nhiều hay ít mà đặt giá. Giá chung cả, cô còn lạ gì, lầu câm lặng, bối rối. Y chưa thấy giá những vụ như thế này bao giờ. Đắt hơn ngoài đến 7-8 lần, nhưng biết làm sao đây. Lầu đành dốc hết tiến trong ví đưa cho bà chủ ấy là chưa kể không còn đồng nào bo cho cô gái chẳng sao cả em bù cho anh cô gái móc ví lấy thêm số tiền còn thiếu trả bà chủ thấy lầu ngượng cô nói có chi mô em cho anh nợ từ bữa đó đến nay lầu không đếm hết những cuộc ăn chơi của mình mỗi lần háo hức ra đi lầu lại cố tìm cô gái ấy nhưng lầu không gặp lại cũng không gặp người con gái nào như cô không hiểu sao từ bữa nghe đọc bài thơ của người lính xấu số nọ lầu lại tò mò muốn đến sông mao muốn biết cô gái sông Mao và lầu hẹn di lòng, sau trận đánh dai như đỉa của cộng quân, lầu sẽ đi sông Mao. Biết đâu, lầu sẽ gặp lại người con gái mà lần đầu tiên y gặp. Lầu còn nợ cô mà, lầu đi đánh nhau tuy không phải vì những suy tính nhỏ ấy, nhưng những hưởng thụ riêng không những không ảnh hưởng đến tư chất lính của lầu mà ngược lại. Lầu quan niệm tư cách lớn nhất của người lính là ở trận tiền. Ở trận tiền, lòng yêu nước, phụng sự tổ quốc. Tư cách của người lính được đánh giá ở chỗ có dám sông lên đối mặt với thằng địch hay không, có dám sông lên đôi mặt với cái chết hay không. Lý tưởng phụng sự quốc gia, phụng sự tổ quốc có tôn nghiêm hay không là ở đó. Trách nhiệm và vinh dự của người lính cao hay thấp là ở đó. Trước mặt là kẻ thù thì chỉ có một con đường, sông lên hoặc là chết. Không được run sợ, không được nản trí, nao lòng. Ai cũng muốn sống, nhưng khi cần phải chết không được trần trừ. Chết là cái lẽ không ai cưỡng lại được. Vậy chết thế nào cho có ích, cho vẻ vang là điều phải tính. Lầu chưa từng là thằng lính nhút nhát và mãi mãi sẽ là thằng lính đi đầu trong gian nguy. Kẻ nào do dự khi mệnh lệnh chỉ huy phát ra, kẻ đó là hận thù của lầu. Lầu thích sự song phẳng, lầu không ghen ăn tức ở gì khi Hùng được tuyên dương công trạng. Hùng là người sống khéo và thượng cấp là người đong đưa lầm cầm. Diệt được bao nhiêu cộng sản, giữ được thượng đức là do công các xác lính ở thượng đức. Hùng bị thương ngay từ đầu. Hùng làm được gì chứ? Vậy mà cái lão ngô quang trưởng lại nịnh bợ gắn thêm cho Hùng bông mai. Làm vậy là bất công không chỉ với lầu mà còn với tất cả binh sĩ T-11. Lầu đã định không nói ra những suy nghĩ ấy, nhưng Hùng nhắc. Hình như anh lầu còn muốn nói gì thêm, thì tôi nói thêm đây, lầu nhòi người về trước lông mày sách lên. Lầu có đôi lông mày rậm đen kịt, tóc y cứng như dễ che, người y căng cứng như một chiếc cung giọng không giấu được sự bất bình quận trưởng hãy nói với tướng ngô quang trưởng thôi ngay cái trò khen thưởng nhì nhằng ấy đi đã mưa mưa cho khắp chỉ khen mình quận trưởng người khác sẽ mùi lòng đành rằng sự có mặt của quận trưởng là rất cần nhưng chiến công lại là chuyện khác việc nào di việc nấy khen theo cái lối của tướng ngô quang trưởng cho nó cũng chẳng chịu như lúc khác hùng đã không tha lối ăn nói tào phào của lầu nhưng hùng biết đây là lúc phải hợp lực trên dưới hùng cũng biết rằng mình đang bị thương không thể kiểm soát được mọi công việc lầu là người rất quan trọng cần xử mềm với lầu tôi sẽ nói lại với cấp trên nhưng thiếu tá tiểu đoàn trưởng nhớ cho một điều thượng đức của chúng ta và những người lính bảo vệ thượng đức không chỉ có lòng quả cảm gan dạ dám xả thân vì thắng lợi mà phải chứng tỏ ở đây một lý tưởng quốc gia của người lính thượng đức một cái tên đẹp tôi đòi hỏi các sĩ quan binh lính phải hoàn hảo mọi mặt ăn nói bầm sờm thiếu lễ độ không theo tôn ti trật tự trên dưới sẽ lãnh đủ hậu qua tai hại thiếu tá tiểu đoàn trưởng hiểu ý tôi chớ. Dạ hiểu, nhưng xin thưa, những điều trung tá quận trưởng tâm đắc bọn Cộng sản nói hay hơn nhiều. Có nghĩa là về lý tưởng, về phẩm cách đạo đức ta không thể sánh với Cộng sản. Tôi không nghĩ thế, nhưng những lời giao giảng mù mờ kể cả hai phía không giải quyết được gì ở đây. Lý tưởng, đạo đức cao nhất trong chân mạc là dám sống, dám chết để đánh bại kẻ thù. Ai làm được điều đó mới là anh hùng, người được ban tặng những phần thưởng cao quý phải là như vậy chỉ ngồi mà hò hét, mà ban phát như tướng mô quang trưởng làm sao hiểu được những gì đang diễn ra ở thượng đức của chúng ta. Mặt Hùng chốc đỏ tía, rõ ràng y đang cố nhẫn nại để không có những lời lẽ làm tổn thương đến cuộc chiến đấu hiện tại. Giá như vào một lúc khác, nhất định y không bỏ qua thái độ ngang ngược của Lầu. Một hình phạt nào đó sẽ đến với Lầu là không tránh khỏi. Thôi, chấm dứt sự tranh luận, giọng Hùng hơi run, ta sẽ trở lại vấn đề vào một dịp khác. Hùng phân tích thêm một đôi điều nữa động viên mọi người và tuyên bố giải tán. Khi mọi người bước ra ngoài gần hết, Hùng gọi, anh Lám ở lại, Lám là một sĩ quan tâm lý chiến, tôi quên chưa hỏi anh một số việc. Lám có dáng vóc lòng khòng, mỏng manh yếu ớt, trông Lám vừa giống một sinh viên đói ăn, vừa giống một gã nghiện hút. Ấy nhờ có cái vẻ không ra dân ra lính, ấy mà Lám dễ trà trộn với các thành phần trong xã hội. Cũng đã đôi lần Hùng phái Lám đi thám thính ngoài khu ấp, và Lám đã hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc. Sĩ si quan binh lính từ lầu trở xuống lãm được phép theo dõi và báo cáo với hùng thế nào hùng khuẩy tay gọi lãm lại ghé tai hỏi nhỏ thằng thủy hiện nay ra sao dạ đám cộng quân và cả đám cán bộ tỉnh huyện đã đình chỉ không cho hắn điều hành công chuyện tốt phải nghĩ thêm một cách gì đó bồi tiếp vào đánh cho gục hẳn phải làm cho hắn bất mãn phải triệt đề gây chia rẽ nội bộ của chúng mới mong chúng suy yếu dạ gió còn cầm linh có đúng là con đẻ của lão già nôm không chưa xác định được, nhưng trước khi Cộng quân tấn công Thượng Đức, dân Hà Tân phát hiện nó từ nhà già Nôm đi ra. Cần phải cẩn trọng, không để người ta oan, già Nôm từ trước đến nay trung thành với quốc gia, ông cũng đi ra đi vào quận luôn, nắm được nhiều tin tức. Nếu đúng già Nôm là người của Việt Cộng cài cắm thì rất nguy hiểm. Hay bắt giam lại quận trưởng à? Không được, bắt dễ, trong tay mình vấn đề là phải lấy lão như con mồi, Cẩm Linh mới là con át chủ bài nếu thực sự nó là con già nôm, và hoạt động cho Cộng sản, lúc đó ra tay không muộn. Khu chiến vẫn chưa có lúc nào yên tiếng súng, quân ta vây chặt mọi ngõ, địch không thể vào, không thể ra. Máy bay tiếp tế từ Đà Nẵng mới tới dìa thượng Đức đã phải vút lên cao, hoặc luồn trong mây chuồn ra ngoài. Đạn phòng không răng thành lưới lửa trên trời, trung đoàn, tiểu đoàn còn, một số tử sĩ giữa các lớp rào, bộ đội vẫn chưa lấy ra được. Súng từ các lô cốt, từ các chiến hào không bắn ào ạt, nhưng một cử động, nhỏ của bộ đội ta bên ngoài hàng rào, chúng biết. Và bất kể ngày hay đêm, bộ đội bò vào, đạn xỉa tới liền. Ở đài quan sát thấy gió địch bên trong hoạt động hố ị hả. Tiếng ịch ịch của quốc sẻng khai thông đường hào, những bước chân rầm rập chuyển súng đạn, các lô cốt sập, được sửa lại. Và trên đài quan sát, nhìn thấy dân hà tân từng đoàn bò như rắn lượn chuyển thuốc men, gạo, thịt gà, thịt lợn, rau quả lên thượng đức một số thanh niên choi từ Hà Tân được động viên cầm súng vô thượng đức thay cho những tên lính đã nằm xuống. Nhiều người dân Hà Tân đã gắn cuộc sống của họ với quận lỵ. Họ hiểu cuộc đời họ chỉ yên ổn khi Thượng Đức còn. Thượng Đức mất, họ thà chết còn hơn. Đây cũng là một thắng lợi tinh thần mà Nguyễn Quốc Hùng đã gây dựng được trong tư tưởng tình cảm của số đông người dân Hà Tân. Hà Tân thành hậu phương trực tiếp và bền vững của các binh sĩ, các công chức ở Thượng Đức. Cùng với những hoạt động giáo diết, tấp nập trong quận ngoài hà tân cũng đang rộn lên những lời bàn tán những hoạt động quyên góp gạo thóc thực phẩm tiền của truyền lên thượng đức cho đến lúc này sáu nam mới nhận rõ dân tình ở đây là như thế nào bảo rằng đó là những người dân bị dồn ép sống dưới sự kìm kẹp của địch là điều phải suy tính lại nói vậy là để tuyên truyền cho ý nghĩa chính trị chứ đâu phải thế các khẩu phá lớn của ta chưa bao giờ quay nòng về phía hà tân dù dân thế nào cũng là dân ta chiến đâu là để tiêu diệt kẻ thù là giải phóng cho dân và chính vì vậy phía ta đang phải chấp nhận khó khăn dân hà tân tự do tiếp tế cho thượng đức đây là sự hà hơi tiếp sức cho binh lính trong quận họ ý thức rất rõ phía ta không đụng đến họ bởi thế họ là lá chắn hữu hiệu cho những tay súng trong thượng đức những tay súng ấy chính là máu thịt ruột già của họ vinh quang của con em cũng là của họ giữa dân theo cách mạng và dân theo địch ai cực khổ hơn ai rõ ràng dân theo địch sướng hơn nhiều trong khi dân cách mạng chui giúp đói rét cơ cực thì đầu bên kia yên ổn với cuộc sống đầy đủ họ có cả những thứ mà đà nẵng có những đoàn kịch nói những đoàn cải lương ăn khách những bộ phim những ca sĩ được dân chúng thành phố ưa chuộng quốc hùng đều mời về thượng đức quần áo vải vóc giày dép cho đến cái khăn mặt bày bán ở đà nẵng cũng được bày bán ở đây những vật dụng nhỏ những thứ ít tiền như bánh kẹo thuốc lá cho đến những thứ cấp thiết như thuốc chữa bệnh những của ngon vật lạ không thiếu vắng ở chi khu quận lỵ thượng đức có thể vì vậy mà dân hà tân từng rất thương hại trước cuộc sống thiếu thốn của bộ đội nhân dân vùng giáp danh vùng giải phóng có lẽ vì thế mà họ một sống một chết giữ gìn quận lỵ của họ bảo rằng quốc hùng vì dân lo cho dân cũng chẳng sai chiến tranh hay không chiến tranh cũng vậy bên nào nắm được dân bên ấy thắng không có sức mạnh thần thánh nào thay được dân điều làm cho sáu nam chăn trở là tại sao một bộ phận dân vẫn chưa nhận ra điều phi lý mà bọn mỹ ngụy gieo rắc nơi họ cùng với họ biết bao nhiêu người dân khác khi địch rụ rỗ mua chuộc vào sống ở hà tân đã quay mặt đi họ đã rời bỏ mồ mà cha ông rời bỏ mọi kỷ niệm đi lên rừng lập làng chiến đấu khổ đến thế hy sinh đến thế nhưng phải rời cách mạng đánh đổi lấy cuộc sống kia họ chẳng bao giờ chấp nhận vì cái lẽ ấy mà ông tin tin quá trùng cách mạng rồi sẽ thắng vấn đề chỉ là thời gian. Đôi lúc sáu nam cũng tự hỏi, vậy những thằng chỉ huy như Hùng, như Lầu có niềm tin như ông hay không? Chắc là có, không có, mắc gì nó chấp nhận hy sinh gian khổ. Ông đã hỏi kỹ những người từ cơ sở ra, những thằng chỉ huy địch cũng lắm nỗi niềm, nó cũng xa nhà, thiếu thôn tình cảm, và cũng giữ gìn tư cách lối sống. Không phải đứa nào cũng ăn chơi xa đọa chắc táng, nói rằng nó không có lý tưởng quốc gia sao được không phải là sự giả tạo mà là một lý tưởng đã được ngấm vào máu thịt xương tủy. Nó tin là nó chính nghĩa, quốc gia nó phụng sự là một quốc gia tốt đẹp, chúng là những người tự do, cộng sản là quân phiến loạn bất chính, xấu xa, kìm hãm sự phát triển của con người, bóp chết mọi khát vọng. Cuộc chiến đấu đang diễn ra là cuộc đối đầu của hai lý tưởng. Cùng dòng máu, cùng da vàng với nhau mà sống mái với nhau, không thuyết phục được nhau. Đó mới là cái thật đau xót. Trên đường trở lại hậu cứ, sáu nam cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ như thế. Bỗng một cơn gió lồng lộng từ đâu ập đến, trời đang sáng rỡ ràng đột ngột tối sầm, vài tiếng sấm y ầm từ chân trời vọng tới. Ông lắp sắp chạy, lán của huyện ủy, ủy ban đại lộc kia rồi. Khổ, cùng là chính quyền một huyện mà như thế đấy. Thằng Thượng Đức thì nhà hầm, nhà nổi, bê tông sắt thép vững trái thế kia. Chắc chúng đang nở lòng nở giả vì trận mưa sắp đổ xuống. Mưa gió, liệu cái lán siêu vẹo kia chịu nổi không? mưa lúc này cũng là lũ giặc gây biết bao trở ngại cho cuộc chiến đấu sắp tới. Hầm hố ngập nước, lán tre tạm bỡ không tránh được giọt ướt. Lương thực, thực phẩm thiếu, đường xá bị bóm khó đi, kìa chủ tịch, giang lại đi lùi thủi một mình dứa. Thượng Đức Thắng thua ra giang thủ trưởng, từ trong túp lều run rẩy công chiến chạy ra đón sáu nam. Lạ lắm sao, đi một mình càng dễ luồn lách, càng dễ nguy trang. Có chi mô, anh có vẻ đắc thắng đấy nhỉ sáu nam bắt tay chiến thật chặt rồi ốm lấy chiến. Tính tình chiến thẳng ruột ngựa, nghĩ gì nói vậy. Anh chàng không tin đánh được Thượng Đức, nhưng vừa qua các mục tiêu phía ngoài phối hợp lực lượng huyện với bộ đội tỉnh, chiến đã chỉ huy rất tốt. Tốt tới mức ngoài dự kiến của ông, bây giờ đến lượt chiến tha hồ bốc phép. Bốc phép vì đã hoàn thành nhiệm vụ, bốc phép vì đã dự đoán đúng. Thượng Đức đang gặp vô vàn những khó khăn, tôi phán đoán có sai không thủ trưởng, không sai nhưng dở ẹt. À đã không sai mà giờ ẹt là nghĩa làm sao chủ tịch đã là anh cán bộ trước quần chúng không phải bao giờ cũng nói hết những điều mình nghĩ cho nên mới có câu tôi nói vậy mà không phải vậy động viên mọi người vào trận mà anh lại bảo trận đánh không thắng khó thắng thì chỉ có anh là một anh đừng tưởng không ai nghĩ như anh người ta nghĩ nhưng chỉ để trong lòng thôi giờ hơi như anh mới nói ra sáu nam cười khinh khịch nói tiếp bây giờ thì anh nói thật đi chỉ tôi với anh có gì anh nói hết tình hình này theo anh, ta có mần nổi thượng đức không? Thủ trường ơi, mần được là cầm chắc, sao vậy, ngó nước ra chủ lực mình biết liền à, mọi khi thua luôn đấy. Lần này, bộ đội hy sinh, bị thương cả mớ, vậy mà cấm có chỗ nào bỏ vị trí. Không vào được, nhưng thằng địch không có đường ra, kiểu ni y như điện biên ấy chớ thủ trưởng. Chúng chịu sao thấu, ông không nghĩ đến lính dù, lính thủy quân lực chiến ở Đà Nẵng, ở Sài Gòn ra giải nguy cho Thượng Đức sao có chớ thủ trưởng, nhưng thủ trưởng không nhìn thấy bố phòng của sư 324 sao. Một rừng súng chĩa lên trời bắn máy bay, còn các ngả đường tiếp viện của địch đều đã được quân ta chuẩn bị, đón tiếp, rất chu đáo. Ông Thi chỉ được cái lúc bi quan quá, lúc lại lạc quan quá, sáu nam nói vậy, nhưng lại chỉ một ngón tay vào chán chiến và nở một nụ cười đầy yêu thương. Thôi không có nhiều thời gian, việc chuẩn bị cho đợt hai chiến dịch, huyện triển khai đến đâu rồi? Ngon lành thủ trưởng ơi! không có gì khó khăn sao, khó nhất là làm sao giữ được dân, họ không quen đói rét, ăn ở tạm bỡ, vài ngày còn được, kéo dài sẽ rất gay, kể thượng Đức đã giải quyết xong sẽ không có vấn đề gì. Nhưng răng dở, tư tưởng họ sẽ phức tạp, ai phụ trách trên đó, đang tạm giao cho cẩm linh, sao lại cẩm, linh, cô ấy còn ít tuổi chưa nhiều kinh nghiệm, với lại còn bao nhiêu việc khác cần cô ấy hơn, biết làm sao được thủ trưởng, cũng chẳng ai làm tốt hơn trước đây có anh thủy nhưng nhưng sao ủa thủ trưởng chưa biết à thường vụ đề nghị anh thủy tạm dừng mọi công việc để thẩm tra tôi biết chớ các anh còn đề nghị cấp trên xem xét kỷ luật anh ấy nữa kia vậy bây giờ anh ấy ở đâu làm gì nghe đâu vẫn hì hụi chạy đi các xã các bản vận động dân đi làm đường kéo pháo huyện ủy giao cho anh thủy làm những việc ấy sao nào có ai giao đảng ủy họp gợi ý cho anh ấy từ chức anh ấy bảo sao tôi lại từ chức tôi chỉ từ chức khi tôi sai tôi đã tưởng trình với các đồng chí với cấp trên tôi không có gì sai từ chức hóa ra tôi thừa nhận là tôi sai hay sao không bao giờ có người chất vấn anh không sai sao anh phải nhảy xuống sông anh ấy bảo tôi muốn chứng minh với đảng với dân sự trung thành của tôi tôi muốn góp một phần vào thắng lợi của cuộc chiến đấu nếu có sai là sai ở cách tôi làm không đúng với tinh thần đảng viên những ngày đó Tôi bức bách quá, tôi nghĩ không còn đường nào khác. Về việc mọi người đồn đại anh yêu Cẩm Linh thì sao? Có người hỏi thế, anh ấy trả lời, việc đó các anh hỏi Cẩm Linh, cuối cùng đảng ủy quyết định Thủy thôi mọi công việc để điều tra. Thủy nói, tôi có thể ngừng công việc của một bí thư, nhưng còn việc của một công dân bình thường tôi vẫn có thể làm chứ. Và anh ta đã cùng với dân đi làm đường, đi kéo pháo. Sáu nam lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ghép bằng hai cây rừng cơn rông hung dữ vậy mà không thành gió lặng trời sáng dần sáu nam thấy oi bức ngột ngạt ông thương thủy đó mới thực là tính cách của người quê ông trung thực ngang tàng không thể không làm việc bất xác ông quay lại hỏi công chiến các anh đã gặp cẩm linh chưa cô ấy bảo tôi yêu anh ấy đấy làm sao nào vợ anh ấy không còn tôi chưa chồng hỏi cô ấy về chuyện người ta đồn đại thủy đốt nhà hám hại vợ con cô ấy bĩu môi làm cách mạng đến già đời rồi sao các anh còn ngây thơ thế có đáo để không chớ anh chiên hà giọng sáu nam trùng xuống chậm rãi tôi là con người của tổ chức tôi không phản đối gì về đề nghị của thường vụ đảng ủy đại lộc các anh thận trọng là tốt nhưng tôi có cảm giác các anh đang chật hung rồi đó công văn các anh gửi lên thường vụ đặc khu ủy chúng tôi đã nhất trí đâu dẫn giải của các anh đúng ra mối là những dấu hiệu chưa thật chắc chắn Tôi là phó bí thư, là chủ tịch tỉnh đây. Tôi đã đề nghị thường vụ thành lập một đoàn kiểm tra, tôi xin làm đoàn trưởng. Uy tín chính trị một đảng viên là vô cùng hệ trọng. Tôi nói một đảng viên chứ chưa nói ở cương vị một bí thư huyện ủy. Tôi nói thật nghe, ý riêng tôi không có chuyện anh Thủy yêu cầm linh rồi về đốt nhà, hãm hại vợ con. Không thể có, phẩm chất con người ấy tôi biết, nghi ngờ vậy tội cho anh ấy quá. Anh xa vợ xa con bao nhiêu năm trời, biết bao thương nhớ lao vào công việc cách mạng vì non sông đất nước vì sự đoàn tụ của gia đình anh có tư tưởng ấy thì việc đã xảy ra lâu rồi vậy nhưng chuyện mới rộ chưa đầy một năm tôi không biết quan hệ của họ thực hư ra sao nhưng giả dụ họ yêu nhau thì đã sao một bên chết vợ một bên chưa chồng có chi không lấy nhau được cầm linh nói đúng đấy không đáo để đâu tại sao lại không cho họ yêu nhau và lấy nhau bọn địch thường rùa ta khắc kỷ trái tim bằng đá sống bầy đàn không có gia đình, thực sự ta không như thế. Và những biểu hiện của Thủy, của Cẩm Linh chẳng đã chứng minh điều đó sao? Mối tình đó nếu có, không đẹp sao, không đáng trân trọng sao? Không được gắn việc nọ với việc kia, phải song phẳng, đâu ra đấy anh chiến ạ, à? nhưng còn việc anh ấy viết thư cho cháu làm lộ bí mật. Trước sự ôn tồn, nhẫn nại của sáu nam, giọng chiến cũng mềm lại. Dè dột hơn, cái cần phải kiểm tra nhất theo tôi là ở đó, chưa rõ có thể lá thư ấy làm lộ bí mật mà có thể không? Ai dám đoan chắc nào? Tin cơ sở là đúng nhưng cũng phải lựa lọc, minh xét. Nhưng cho dù lộ đi nữa, tôi đồ rằng đấy chỉ là sự vô tình. Không có chuyện dao động tư tưởng hay có ý xấu trong bụng thủy. Ấy là ý riêng của tôi thôi, còn tổ chức đã đề nghị, tôi sẽ cùng đoàn kiểm tra làm kỹ. Nhưng khi thường vụ chưa kết luận, chưa ra quyết nghị kỷ luật, các anh vẫn phải để anh ấy làm việc có thể thủy không tham gia sâu vào công việc ở thượng đức nhưng vận động dân làm đường kéo pháo sắp tới phải có anh ấy dân tin và nghe thủy số dân ở ngoài vi thượng đức vừa đưa lên núi khó lắm đấy thiếu thốn là việc đã đành quan trọng hơn là phải biết cách làm công tác tư tưởng cho họ tôi biết không ai làm tốt hơn anh thủy không mắc gì không giao cho anh ấy dừng lại nhìn chiến thăm dò ông tiếp anh chiến anh là người trong thường vụ anh về gặp và trao đổi với mấy anh đi được không tôi bận giờ phải đi làm một số công chuyện khác giá tôi đi được cùng anh thì tốt quá nhưng tôi tin anh anh thấy thế nào thủ trưởng đã giao cứ thế chấp hành còn thế nào nữa ạ à? hình như anh chưa đồng ý với quan điểm của tôi thủ trưởng đừng bắt tôi phải trả lời ngay sáng hôm sau sáu nam băng rừng đi tìm thủy việc ưu tiên số một hiện nay là làm sao đánh thắng thượng đức mấy nghìn dân các ấp các xã ta vừa đưa lên núi sẽ không giữ được nếu thượng đức vẫn còn đó Hôm qua, ông nghe tin nhiều người không có gạo ăn kêu gào. Mấy trăm tấn gạo xin được ngoài Bắc đang được cất giữ ở thành Mỹ. Hồi trước giao cho thủy quản lý, bây giờ phải tung ra phục vụ dân. Nhưng không khéo vì sự trục trặc vừa rồi mà thủy không nhớ hoặc không dám quyết cho dân. Tiếp tục giao nhiệm vụ cho thủy không biết có vượt quá quyền hạn của ông không đây. Nhưng rồi ông tặc lưỡi, đã làm anh lãnh đạo chỉ huy mà không dám làm theo cái đúng thì còn ra thể thống gì. Và ông nóng lòng được gặp thủy ngay. Cái ngày N và giờ G đợt 2, 6 Nam biết đã đến gần lắm rồi. Đã có lệnh di chuyển một số pháo lên cao, dịch một số khẩu pháo khác vào gần Thượng Đức. Hàng nghìn người dân từ trên cao đổ xuống. Dân ở vùng ghi áp danh ào ào dân lên. Các khẩu pháo được bện chặt bằng mây, xong. Đoàn người đủ các sắc áo được ngụy trang bằng màu xanh của cành lá đang gò lưng kéo ngược dốc. Im lặng, chỉ có tiếng sột soạt, soạt của cành lá ngụy trang và tiếng soàn soạt di chuyển từng nấc của bánh pháo mồ hôi mồ kê đầm đìa trên các gương mặt già trẻ. Người ta nhận ra sáu nam nhưng chỉ chào bằng nụ cười cởi mở, hoặc giơ tay vẫy vẫy. Pháo có ba khẩu chứ mười khẩu dân cũng sẽ kéo hết trọi, sáu nam nghĩ, lòng lâng lâng xúc động, ông chợt nhận ra đoàn người kéo pháo đang rất gần Thượng Đức. Sao địch vẫn im ri, nó không nhìn thấy hay có âm mưu gì, bỗng sáu nam thấy già làng bữa nọ trao cho Lê Công phê chai mật ong. Trời đất, tuổi ông ấy mà vẫn tham gia kéo pháo ông đến cạnh già làng vỗ nhẹ vào vai áo đẫm mồ hôi. Già mơ rú, để con cháu kéo, đụng chi cho mệt, già mơ rú cười, loa loá hàm răng chắc, đều khít. Sáu nam đi dọc đoàn người kéo pháo mà không thấy thủy đâu. Những người ý quen biết đều nói vừa thấy anh ở đây, quái, hay là thủy tránh không muốn gặp mình, mình có lối gì với thủy. Đang phân vân thì sáu nam nhìn thấy cầm linh tất tả cùng một tấp thanh niên từ rừng chui ra, cả tốp người đang gò lưng kéo những dây song to như cổ tay. Có lẽ tốt người đang chuẩn bị dây để kéo một khẩu pháo khác. Chắc có Thủy trong tốt người. Sáu nam lắp sắp chạy đến chỗ Cẩm Linh. Cẩm Linh nè, thấy anh Thủy đâu không? Dưới sông, thủ trưởng muốn gặp sao? Quái, sao lại dưới sông? Chẳng lẽ, sáu nam hơi giật mình. Nhưng Cẩm Linh vừa thở hổn hển vừa nói tiếp. Đang kéo pháo thì có người báo, chỗ dân. Mới đến đang la khóc gì đó. Vậy là vội vàng xuống sông lên thành Mỹ. Nghe nói trên có gạo dự trữ. Ủa trời. Sáu nam chút một hơi thở dài, té ra là vậy, anh ấy bất mãn, đâu có, anh ấy tự ái, đâu có, công việc cũng chẳng đợi ai sai bảo, cứ thế quần sắn móng lợn, áo sắn tận khuỷu, chạy khắp, co anh ấy cạnh dân là yên tâm lắm rồi, ông chẳng còn phải vướng víu gì nữa. Chương 14, Sở chỉ huy sư đoàn sau tác chiến đợt một đã chuyển từ điểm cao 630 sang phía Nam Hà Sống, Lê Công Phê nói với tham mưu trưởng. Anh chọn cho tôi chỗ nào có thể thấy được bộ đội sung phong vào Thượng Đức thưa anh gần quá không an toàn đâu ạ à. các anh thật lạ lùng thằng địch đang tập trung hết vào cửa mở vào các mũi các hướng có các tiểu đoàn đại đội nó chú ý quái gì đến cái sở chỉ huy của các anh sợ bom pháo đã sợ bom pháo thì chẳng có chỗ nào an toàn đâu bộ đội vừa phải chịu bom pháo vừa phải đối mặt với đạn thẳng thằng địch mình cũng nên chia sẻ với họ từ người lính mà trưởng thành lên đến sư trưởng lê công phê biết rằng trong mọi trận đánh nhạt là những trận đánh có nhiều khó khăn người lính thấy chỉ huy gần mình, ngay sau mình, tâm lý sẽ ổn định hơn, quyết tâm sẽ cao hơn. Chọn Nam Hà sống làm sở chỉ huy còn có một ý nghĩa khác, ông chưa tiện nói ra. Phải chỉ huy tiêu diệt thằng Hà sống, là cấp dưới, buộc phải chấp hành mệnh lệnh quân khu chứ ý ông thằng Hà sống phải đánh chiếm ngay cùng với Thượng Đức. Theo ông, chiếm được Thượng Đức mà Hà sống vẫn còn, địch sẽ từ Hà sống xuất phát chiếm lại Thượng Đức, ông đã nói suy nghĩ của ông với chỉ huy sư đoàn ông cũng đã đề đạt suy nghĩ của ông tới tư lệnh chiến dịch, tướng hai mạnh. Dĩ nhiên, ý đồ cấp trên có thể sâu xa hơn, rộng lớn hơn, ông an ủi mình thế. Dẫu vậy, ông vẫn chuẩn bị rất chu đáo. Nếu được lệnh, ông cho tấn công Hà sống ngay. Trận mà có những việc xảy ra thật lạ, ở sở chỉ huy sư đoàn cố nhiên không thể giữ được bí mật với binh lính địch ở Hà sống. Lính gác đi ra đi vào chỉ trở về phía sở chỉ huy ta. Không hiểu sao chúng cũng chỉ xả pháo yểm trợ cho Thượng Đức không thấy đụng chạm gì tới các đơn vị quay quanh nó. Đêm trước giờ xuất quân dài miên man, chốc chốc, Lê Công Phê lại xem đồng hồ. Nửa đêm, còn 6 tiếng nữa mới đến giờ nổ súng. Giá có thể chập mắt được một lúc nhưng làm sao ông ngủ được đây? Hầm bên kia, tỉnh đội phó Nguyễn Phước và chủ tịch 6 Nam đang châu đầu với nhau thì thở gì đó. Chắc cũng đang mong trời trong sáng. Đêm tổ ý, lặng lẽ, các đơn vị pháo đã chiếm lĩnh xong trận địa. Bộ binh đang ở vị trí tập kết, đợi lệnh là ảo lèn mổ rào, xông vào chiếm lô cốt. Mọi sự chuẩn bị đã tương đối kỹ, chu đáo. Nhưng trong đòi, thành công nhiều, vấp cũng nhiều, ông không dám quá lạc quan, ông nhìn về phía Nguyễn Phước và sáu nam mà thèm thuồng, mà nể trọng. Họ đã chỉ huy bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân quanh thượng được chiến đấu và nổi dậy bừng bừng khí thế. Cho dù cuộc chiến đấu giải phóng thượng Đức có thế nào đi nữa thì họ vẫn là những người đã hoàn thành nhiệm vụ có quyền tự hào có quyền ngẩng cao đầu trong đời ông đi nhiều nơi đánh nhiều trận phối kết hợp với nhiều địa phương nhưng đây là trận đánh ông thấy có sự biểu hiện đẹp nhất rõ nét nhất hiệu quả nhất về sự kết hợp giữa quân chủ lực và lực lượng địa phương các tiểu đoàn của tỉnh đội đã cùng với chủ lực bộ vào trận rất rộn ràng đặc khu ủy ủy ban tỉnh đội tham gia lãnh đạo điều phối với chủ lực rất khoa học mọi việc suôn sẻ như thác lũ đổ từ trên cao xuống ông thấy ngượng và có lỗi, nhất là với chủ tịch Sáu Nam. Thoạt đầu, thấy Sáu Nam dù gì, chậm chạp, ông nghĩ có lẽ không thích hợp lắm trong ban chỉ huy. Ấy vậy mà con người ấy vào cuộc lại vô cùng nhanh nhẹn tháo vát. Không có việc gì sở chỉ huy yêu cầu mà ông từ chối và cũng chưa à có việc gì mà ông cùng Nguyễn Phước không huy động được bộ đội địa phương, nhân dân trong vùng hoàn thành các nhiệm vụ đã giao. Đêm nay, một đêm không ngủ, một đêm chờ đợi, trước giờ xuất kích, ông muốn dành một ít thời gian ngồi với chủ tịch Sáu Nam. Sáu Nam mừng rỡ, đứng dậy, ông cười hớn hở nắm lấy tay Lê Công Phê lắc đi lắc lại rất lâu, ông sung sướng và thật sự cảm động. Nữa, mặc dầu từ khi được cử vào sở chỉ huy đánh thượng Đức mấy khi ông không gặp Lê Công Phê. Nhưng gặp trong khi chờ đợi phập phòng trước giờ nổ súng thì hiếm lắm. Dù hầm bên này với hầm bên kia cách nhau chỉ mấy bước chân, nhưng ông thấy Lê Công Phê lúc nào cũng điều díu công việc, mặt lúc nào cũng đăm đăm tính toán sư trưởng qua đây với gương mặt nhẹ nhõm thanh thản thế kia là có tin vui rồi ông nghĩ thế lê công phê cũng đã đoán ra phần nào những điều chủ tịch sáu nam đang nghĩ tình hình vẫn êm du các hướng thực hiện đúng kế hoạch chưa có sự cố gì còn nhiều thời gian qua làm chén nước với anh chứ không có chuyện gì đâu liệu bữa ni quân ta có làm chủ được thượng đức không đồng chí tư lệnh nhân lúc đang vui sáu nam không dè đã đặt ra câu hỏi làm cho lê công phê khó trả lời Câu hỏi cũng gợi lại nhiều vấn đề nổi cộm mà ngay trong các cuộc họp ông chưa tiện nói ra. Có một cái sai lầm rất tai hại của chúng ta là nôn nóng quá, đợt đánh đầu vào thượng đức là quá gấp. Tôi cũng không hiểu vì sao cấp trên cấp dưới cứ ép tôi về thời gian. Vũ khí lương thực chưa đầy đủ, trinh sát chưa thật kỹ. Đường chờ xe pháo, đường chờ lương thực súng đạn chưa xong. Ngày 20 tháng 7 tất cả bộ đội mới đến hiên, gạo đạn thì đang ở bung vậy mà anh Phan Hảo, phái viên của bộ cứ dục là tháng 7 phải đánh tôi tính toán mãi thấy không ổn, xin đến mùng 2 tháng 8 vẫn không được. Phái viên đã vậy, cấp trên cũng điện xuống dứt khoát ngày 28 tháng 7 phải đánh. Mà tôi biết, cấp trên thì nghe phái viên, đành phải chấp hành chớ biết làm sao, thế là 29 tháng 7 dù mọi việc ngổn ngang vẫn phải nổ súng. Anh Sáu ơi, giọng Lê Công Phê bỗng chững lại, với anh tôi nói thật, về cá nhân có những điều anh dự cảm được, nhưng cấp trên không nghe anh. Họ ra lệnh, anh phải làm chứ sao? Làm được, không có chuyện gì xảy ra trên đúng dưới đúng không làm được sư đoàn chịu tội mà người đầu tiên là sư trưởng là tôi chứ sao tôi buồn lắm đấy anh sáu ạ à. mấy ngày trước tôi biết mình sắp bị cách chức tôi cũng đã chuẩn bị rồi bỗng ông hai mạnh điện bảo tôi với anh trần bình đến gặp báo cáo tình hình chúng tôi đi bộ lên đại lộc ngỡ ông đang đợi vội vội vàng vàng xin làm việc ấy cứ nghỉ ngơi đàng hoàng mai hẵng hay ông nói thế trước đó Tôi không biết lắm về ông Hai Mạnh, nhưng thấy tác phong bình tĩnh, chứng trạc của ông tôi tin và mến phục ngay. Tôi báo cáo hết những điều tôi nghĩ, tôi cũng báo cáo hết kế hoạch sắp tới của tôi, nếu cấp trên còn tín nhiệm cho tôi làm thì phải tôn trọng quyết định của tôi. Tôi nói thẳng nói thật với đồng chí tư lệnh, không biết từ đâu đẻ ra các luận thuyết chỉ có tấn công, không có phòng thủ. Ai nói đến phòng thủ coi như phạm húy, ai nói đến phòng thủ như phạm tội, là đánh nhau thì phải có tiến công, có phòng thủ chứ thậm chí phải có thắng có thua chứ. Tôi cũng mạnh dạn nói với ông Hai Mạnh, chính vì quan điểm chỉ có tấn công, không có phòng ngự nên ở Quảng Trị ta mới mất đất từ sông Mỹ Tránh. Người ít, hỏa lực kém mà sĩ diện, tấn công cái gì, trong khi thằng địch hàng trăm khẩu pháo, hàng chục lượt máy bay. Lính thì toàn dù và thủy quân lục chiến, so sánh lực lượng mình yếu hơn nhiều. Mình có lấy một ngày quân đông như thế, vũ khí mạnh như thế nó chết với mình. Chắc ý anh, ở Thượng Đức cũng nên áp dụng chiến thuật vừa tiến công vừa phòng ngự. Ông hai mạnh mỉm cười hỏi tôi, đúng thế, đây, tôi lấy bắn đồ ra, địch đây, ta đây, tiểu đoàn này đang ở vị trí này, tiểu đoàn này đang ở vị trí này. Tình huống này xảy ra tôi xử lý thế này, còn tình huống này xảy ra tôi xử lý thế này, tùy thời cơ mà ứng biến, thu ẩn lợi thì tấn công dứt điểm, không thuận lợi thì dừng lại, đào hầm hố giữ gìn lực lượng, bổ sung trang thiết bị rồi đánh tiếp. Đánh một ngày mà bộ đội thương vong hàng trăm, với. Đánh một tuần để bộ đội không thương vong gì cả thì tôi chọn cách đánh một tuần. Người chỉ huy lấy chiến thắng làm mục đích, nhưng cũng phải biết giữ xương máu bộ đội ở mức cao nhất, mức có thể giữ được. Người biết cầm quân phải là ngòi biết giữ quân, đó là đạo đức người chỉ huy. Chỉ huy chỉ nghĩ đến thắng, không nghĩ đến xương máu bộ đội, theo tôi là chỉ huy tồi. Đánh thượng đức đợt đầu, tôi thấy mình chưa phải là người cộng sản, chưa hoàn thành trách nhiệm đảng viên cấp trên có thể cách trước kỷ luật, không cho tôi làm chỉ huy nữa. Nhưng nếu các anh còn dùng tôi thì hãy cho tôi quyết định cả thời gian và cách đánh. Ông Hai Mạnh nghe và nói rất ngắn gọn, đồng ý kế hoạch của sư đoàn, giao quyền quyết định cho anh. Trời ơi, anh Sáu Nam, lúc đó tôi chỉ muốn ôm lấy ông Hai Mạnh mà khóc. Khóc vì mừng quá, khóc vì tưởng rằng ông sẽ kỷ luật mình, hóa ra ý mình trùng với ý ông đến thế. Thể nào mà vào trận cứ thơ ị mặt tư lệnh tươi như hoa. Sáu nam nói và lại nắm lấy tay Lê Công Phê lắc mạnh. Đâu có, còn nhiều cái lo lắm. Vào trận là trăm biến vạn hóa, chưa biết thế nào mà lần nhưng đã chuẩn bị thật chu đáo cho đơn vị, cho chính bắn thân mình rồi thì sẽ tự tin hơn. Và quá trình đánh, diễn biến thế nào đi nữa mình cũng không bất ngờ. Sư trưởng Lê Công Phê và Chủ tịch Sáu Nam đang trao đổi với nhau, thì liên lạc lắp sắp chạy qua mời Lê Công Phê về hầm chỉ huy. Lại có chuyện chi đây, ông nghĩ, nhưng không vội vã gì nếu có tình huống xảy ra cũng là những tình huống ông đã dự kiến. Anh Hoàng Đan muốn gặp anh đây, Trần Bình đưa tổ hợp cho Lê Công Phê. Hoàng Đan và Lê Công Phê trao đổi với nhau gì đó khá lâu. Đặt máy xuống, Lê Công Phê nói với Trần Bình, lần này ông ấy lại giáo giết quá, đi xuống từng khẩu pháo dặn dò, chỉ chờ từng hầm ngầm, từng lô cốt. Cũng phải một lần như thế để cụ sáng mắt ra. Trần Bình nhìn Lê Công Phê với khuôn mặt như cười tôi thật sự không hiểu như thế nào mà cụ lại chắc cụ muốn thể nghiệm một cách đánh trần bình lặng lẽ không nói gì anh hơi xoay ngòi quay mặt đi những người lính còn nằm trên hàng rào thượng đức năm sáu ngày nay chưa lấy ra được lại hiện về trước mặt anh không biết hoàng đan có ý định thể nghiệm một cách đánh thật không nhưng nếu vậy thì nguy hiểm quá ở thao trường trong các cuộc diễn tập cụ tha hồ thể nghiệm chứ ở đây thì không thể thể nghiệm ở chiến trường là đầu rơi máu đổ không được thể nghiệm trên xương máu đồng đội ông mong việc đó không nằm trong ý định của tư lệnh phó quân đoàn anh mong điều lê công phê vừa nói chi là một nghĩa định đã nghĩ thế cho bớt phần day dứt mà nước mắt vẫn cứ ứa ra lăn dài trên má ông nghĩ đến những người cha người mẹ ở hậu phương và những đứa con của họ trời ơi ông cũng đã từng làm cha ông mới sinh hai đứa con thôi mà cơ cực chắc chiêu từng đồng bạc từng hạt gạo nuôi nó dạy bảo theo dõi nó từng ngày vui buồn sướng khổ dồn hết vào đó. Khi nó phồng phao lớn trưởng thành chàng trai lại tiễn nó ra đi, lên đường chống Mỹ cứu nước. Tiễn nó đi vào nơi gian khổ ác liệt, vào nơi bom rơi, đạn nổ khác gì bứt ruột mình ra. Dẫu vậy, không thể nào khác, ông biết các bậc cha mẹ dù tan nát cõi lòng cũng không ân hận khi nhận được tin con hy sinh. Nhưng nhất định họ sẽ phẫn nộ khi biết trường hợp hy sinh của con họ không đáng vậy. Họ sẽ nguyền rủa người chi huy, đặt trường hợp của ông vào họ, ông cũng sẽ như thế và ông thấy có lỗi có tội khi từ đầu đã không có thái độ dứt khoát ông là chính ủy sư đoàn còn được gọi là người mẹ người chị của các chiến sĩ anh phê này giọng trần bình nghèn nghẹn một số trận đánh vừa qua tôi nghiệm ra ca can bộ quân sự chính trị đều nôn nóng lãnh đạo chỉ huy có cái gì đó chưa thật ổn họ động viên bộ đội phải xông lên phải giữ vững vị trí trong khi hầm hào không có bom địch thả trên đầu pháo địch bắn sau lưng trước mặt là thằng địch, động viên kiểu đó là vô chính trị, phải chuẩn bị hầm hào chắc chắn cho họ, phải sống cái đã mới lo hoàn thành nhiệm vụ được chứ. Một nỗi quần đau đâu đó vừa ập đến làm cho gương mặt Lê Công Phê nhăn lại, méo mó trông rất tội nghiệp. Mấy ngày nay, xuống dưới đó, tôi cũng chỉ nhắc bộ đội đào hầm, đào công sự. Công tác chính trị là ở đấy. Vừa rồi, tôi lại gọi điện nhắc nữa. Lòng tôi cũng day dứt lắm. Nhưng thôi chuyện đã qua rồi mà anh Bình trần bình được cấp trên cử về làm chính ủy ba lính tư cũng mới mấy năm nay ấy là đơn vị không có ai là chính ủy ông tự xác định nhiệm vụ của mình cứ làm cứ coi mình là như thế chứ thực ra đã có giấy tờ quyết định gì đâu chiến tranh chiến trường có những việc cứ phiên phiến rất may là giữa anh và sư trưởng rất hợp dơ anh làm chính ủy thông thuộc công việc của anh đã đành nhưng chỉ công tác đảng công tác chính trị không thôi là chưa đủ anh phải biết thậm chí là phải biết rất cơ bắn công tác quân sự biết nhưng mà đừng có nhúng sâu vào mỗi người có một nhiệm vụ đừng nhìn nhầm chỗ đừng làm việc của người khác cũng đừng sợ sư trưởng không biết mình có khả năng quân sự hay không biết cả đấy người ta nói đối với bộ đội anh quân sự thì đấm anh chính trị thì xoa cũng không hẳn thế nhưng đã là chính ủy chính trị viên thì phải dịu dàng phải khéo léo biết kiềm nén biết động viên thuyết phục theo một kiểu cách riêng không giống anh quân sự tất nhiên khi cần quyết liệt phải rất quyết liệt Đánh thượng Đức đợt một vừa rồi là một bài học, cán bộ sư đoàn tập trung xỉa sói trung đoàn 6. Nhiều ý kiến muốn thay trung đoàn 6 bằng một trung đoán khác. Bao nhiêu khuyết điểm, bao nhiêu tội vạ của việc không vào được thượng Đức, của việc để bộ đội thương vong đổ lên đầu anh ta. Lúc này đòi hỏi bắn lĩnh của người chỉnh ủy đây, người chịu trách nhiệm chính phải là chỉnh ủy chứ. Đó là sự thật không thể chối cãi, không phải giả bộ khiêm tân, tự xỉ và mình, chế nhạo mình. Ai thương mình, ai bảo chữa thanh minh cho mình cũng không được. Thật quyết liệt, bắt họ nhìn vào sự thực, anh đã làm thế và chính vì thế thuyết phục được mọi người để trung đoàn 6 tiếp tục làm chủ công cho trận đánh, ông biết đánh đợt đầu không thành có ý kiến muốn thay sư trưởng Lê Công Phê. Thực chất là muốn cách chức Lê Công Phê, ông đã nói với cấp trên và cấp dưới, nếu cách chức ông Lê Công Phê phải cách chức cả tôi. Là chính ủy mà không nghĩ được như thế, dám nói như thế và sẵn sàng chịu kỷ luật thì làm chính ủy để làm gì đấy chính là lúc thử thách tinh đồng chí với nhau, tình bè bạn với nhau. Khi anh nói với cấp trên những điều ấy, anh nghĩ, có thể anh và Lê Công Phê cùng bị cách trượt. Mất như thế cũng là nhiều lắm, đau lắm nhưng cái được còn lại là mãi mãi. Đúng 5 giờ, pháo bắt đầu bắn vào chi khu bảo an, tiền đồn C và đầu cầu Hà Tân, mở màn cho chiến dịch tấn công thượng Đức đợt 2. Xé trời đêm là pháo, một vùng núi nghiêng ngả, trao đảo cảm như không có một sinh vật nào trên mặt đất sống sót bỏi tiếng nổ, tiếng mảnh gang, tiếng đất đá phóng ra, sát phạt. Năm giờ, trời vừa tương hừng bỗng tôi sầm, khói đạn tỏa ra bốc lên mù mịt. Có một bầy cò túa lên từ mấy cụm tre đang rung lên như báo. Một con không hiểu sao lao xà xuống phía hầm chỉ huy. Trời ơi, hóa ra nó bị trúng đạn, bụng bùng nhùng một mớ ruột lòi ra ngoài. Trưởng ban tác chiến leo lên một cây rừng phía sau hầm chỉ huy. Tán lá sung xuê, nhành lá xòe ra như một cây bàng anh báo về sở chỉ huy pháo đã chuyển làn bọn địch chưa thấy phản ứng gì bộ đội ta đang mở rào thuận lợi sư trưởng cầm máy chính ủy cầm máy tiếng chỉ huy phát ra bình tĩnh chững chạc tư lệnh phó hoàng đan chui ra hỏi hầm chỉ huy ngồi trên chốc hầm đưa ống nhòm nhìn pháo ta bắn hai chiếc máy thông tin lệch quẹt theo ông nhắm thật chúng hãy bắn ba phát đạn anh phải diệt bằng được hỏa điểm địch còn phải giành bắn chỗ khác hai khẩu 85 đưa sát vào nữa đi. Đang di chuyển à, tốt, tranh thủ lúc nó không ngóc đầu lên được. Rồi, nhắm thẳng vào ba tiền đồn. Hạ nòng xuống bắn thẳng. Đúng rồi, càng gắn càng chính xác. Thế nó mới sảng hồn chớ. Ô hay, ba khẩu bắn vào ba tiền đồn sao chậm thế hả? Chưa thấy rõ hả? Mắt mũi các anh thế nào thế hả? Ở đây còn nhìn thấy được. Hoàng Đan quay nhìn cậu chiến sĩ thông tin mang máy thao. Điện ngay cho Hiếu, ông lại nhìn vào ống nhòm tâm trí bị cuốn hết về phía những quả pháo đang rơi xuống trận địa cậu chiến sĩ dục thủ trưởng đọc đi à. đờ mẹ pháo của thằng trung đoàn tám bắn như c cậu chiến a ỉ thông tin lúng túng đỏ mặt thủ trưởng đọc lại điếc à nói thế em không chuyển được chuyển hoàng đan nói như thét ông nói mà không nhìn cậu thông tin bụng già đang để đâu đâu cậu liên lạc lầu bầu gì đó rồi mới thi hành mệnh lệnh bỏ chữ mẹ bỏ chữ thằng bỏ chữ như cờ thay bằng chữ kém, cậu nghĩ thế và thấy bức điện nhẹ bớt mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến lượng thông tin. Bộ đội tấn công rồi, tiểu đoàn 9 đang chiếm lô cốt đầu cầu, tiểu đoàn 8, trời ơi, sao lại dừng, họ đang nhùng nhằng ở các lớp rào, định bắn giữ, tiếng của trưởng ban tác chiến trên trà cây vọng xuống, niềm vui, nỗi lo âu cũng từ trên trà cây phát ra. Mọi người hong hóng nhìn lên đó, mọi người dòng tai nghe cái âm thanh lúc như reo. Lúc trùng lại như than thở của đồng chí trưởng ban tác chiến. Không còn liên lạc được bằng hữu tuyến, Lê Công Phê chạy ra khỏi hầm ngoái lên trên cây. Ngó thử hai khẩu 85 có bắn thẳng được vào hỏa lực địch không? Già vẫn đang di chuyển ả. À. Mẹ, lúc pháo bắn phá hoài không tranh thủ, giờ nó nhìn thấy, chết với nó. Tiếng súng các loại có lúc rộ lên, có lúc ngừng bật. Lê Công Phê chạy lui chạy tới ở cửa hầm. Chốc chốc lại hỏi đồng chí trưởng ban tác chiến. Sao rồi? phía tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9, huyệt, đây cũng là một tiếng trả lời. Trưởng ban tác chiến rơi gọn lỏn từ trên cao xuống, chỉ kịp, á, một tiếng rồi im bặt. Mọi người súng xít chạy tới chỗ anh, một y sĩ giờ dẫm khắp người anh, cất tiếng não ruột. Gãy xương vai, chật khớp xương chân, tiếng gọi cáng, tiếng gọi người khiêng dối rít. Lê Công Phê chạy vào hầm chỉ huy, Trần Bình thờ thẫn, tay sư trưởng cầm ống nghe bỗng buông thóng, rớt đánh quẹt xuống đất mắt ông mở căng mà như không thấy gì. Trung đoàn 6 báo về, hỏa lực địch còn rất mạnh. Cả hai tiểu đoàn đã dừng lại, bộ đội thương vong nhiều. Nguyễn Phước, 6 nam cũng đã chạy vào hầm chỉ huy của Lê Công Phê từ lúc nào. Mấy người một tâm trạng nhưng tất cả đều lo lắng, lo lắng tột độ. Đợt đánh lần trước cũng nhùng nhằng và cuối cùng không vào được. Tưởng không thể lặp lại tình huống cũ, ai ngờ. Lê Công Phê hình như không còn chú ý gì tới mọi người trong căn hầm. Ông cầm ống nghe, tin tức từ trung đoàn từ tiểu đoàn dội về làm ông choáng váng nhưng giây phút đó chỉ thoảng qua như một làn gió ông tự trách mình là người chỉ huy sao lại trùng lòng vậy được bản lĩnh và sự từng trải để đâu chớ hình ảnh bộ đội tràn ngập thượng đức vẫn nở hoa trong lòng ông chốc bị xóa tan đọng lại trong mắt ông là hàng trăm nghìn sinh mạng đang đứng trước ngưỡng sự sống và cái chết họ nhìn ông ánh mắt như một câu hỏi xoáy vào tâm can thay vì những lời nặng nề đốc thúc bộ độ, ông gọi trung đoàn trưởng trung đoàn 6. Anh cho bộ đội phát triển chậm lại, bình tĩnh thôi, lợi dụng địa hình địa vật tránh đạn địch, bảo các tiểu đoàn dùng hỏa lực luồn lách diện mấy khẩu đại liên của địch đi rồi hắng tính chuyện xung phong. Được, tôi sẽ bảo pháo sư đoàn yểm trợ. Không sao đâu, cứ bình tĩnh, rất, bình tĩnh anh à, đừng câu thúc thời gian, đánh đến đâu củng cố tới đó nhá, nhắc bộ đội đào hầm hố, từng tiếng rành rẽ và vẻ mặt kiên nghị quyết tâm của sư trưởng làm cho căn hầm đang căng dứt dịu dần sư trưởng lệnh cho ai nấy về vị trí của mình theo dõi và chờ lệnh của ông kênh ký ức chiến tranh cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại